Nuôi cá lóc thì nên chọn hồ và kích thước như thế nào thì nó cho mấy bé cá lóc nó hợp lý nhất. Ok luôn nha, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người. Thì nói chung là mấy anh em nào mà mới chơi cá lóc thì bộ môn này thì được biết rõ về cái kích thước hồ nè, chẳng hạn như kích thước hồ và nuôi con cá gì trong hồ bao nhiêu đó, thì em sẽ hướng dẫn cụ thể trong cái video này luôn nha. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của em nha. Thì có rất nhiều cái câu hỏi là trong cái mấy cái video trước của mọi người thì được rất rất nhiều cái câu hỏi là nuôi cá rồi chọn cá rồi chọn hồ rồi kích thước hồ như thế nào thì hợp lý đó. Thì hôm nay em hướng dẫn cho anh em luôn trong cái video này cho nó được cụ thể nhất nha. Thì nếu mà anh em mà chọn cá dạng như là mình nuôi bình thường á, thì một á, anh em nuôi về dãy rồng nha, em nói về dãy rồng trước đó. Thì anh em nuôi bình thường thì anh em cứ chọn giúp em cái hồ tầm là 1 mét trở lại đó, 1 mét trở lại, tại vì đối với mấy cái con cá lóc bể rồng mà một khi mà anh em nuôi trong cái môi trường nuôi nhốt này kia thì ít khi nào mà nó phát triển qua 1 mét đó anh em đó, nên là cứ anh em cứ chơi bình thường. Nếu mà cá mình nuôi tầm cái size 20 mấy á, thì anh em chọn cái hồ 1 mét trở lên á, 1 mét trở lại là ok nhất. Còn nếu mà anh em mà mấy con cá nhỏ thì anh em nuôi cái hồ nhỏ thôi, chẳng hạn như là cái hồ mà phía sau em đang nuôi nè, là cái hồ mà em nuôi mấy con cá mà dạng như phơm luôn á anh em, thì là cái hồ 433 là mình nuôi có thể ít nhất được 1 năm hơn anh em đó. Còn nếu mà anh em nuôi bình thường á, thì phát triển cá nó phát triển sai đồ này kia nó sẽ nhanh hơn đó, nên là anh em chọn á, là mấy con cá nhỏ thì anh em cứ chơi cái hồ 433 là hợp lý rồi. Xong rồi khi mà cá phát triển lên thì anh em cứ chơi cái hồ 1 mét trở lại là ok, 1 mét 40 50 gì đó đó, tùy vào anh em đó. Nhưng mà theo em là 1 mét 40 40 là hợp lý rồi, tại vì cá lóc nó không có cần phải là cái hồ quá cao đâu anh em, nói chung là vừa tầm thôi, hoặc là cái mô hồ 1 mét 50 50 là hợp lý rồi đó. Còn về mà mấy bé cá phơm đó, nếu mà cá phơm luôn thì anh em được đó, thì một là anh em có thể là nuôi phơm trong cái hồ kiến giống như phía sau này của em cũng được, còn không thì anh em phơm trong thùng xốp hoặc là cái can nhựa 20 lít mà cái thùng nước mình uống anh em đó, thì nói chung nó cũng lâu lắm nha. Nhưng mà tốt nhất là anh em mà phơm á, thì anh em cứ phơm trong mấy cái thùng can nhựa đồ này kia đi, còn thùng xốp đồ này kia thì nói chung nó vô mùa mưa á, đặc biệt là vô mùa mưa đồ này kia mà anh em để ngoài trời á thì nó hay bị trục trặc về vấn đề mà bệnh đồ này kia lắm đó. Đó là theo cái quan điểm mà em hay phơm bằng cái thùng xốp thì em thấy như vậy. Còn nếu mà anh em mà chẳng qua là anh em chưa có xử lý nước đồ này kia tới anh em đó, với lại môi trường nước đồ ngoài kia ngoài trời đó nó hay hay đổi nhiệt độ đồ này kia đó, thì cá mình nó dễ bị bệnh. Nhưng mà nếu mà anh em biết cách xử lý thì nó vẫn cũng ok nha anh em đó. Còn về cá lóc lạnh, nếu mà lóc lạnh á, thì anh em chơi cái hồ 433 là hợp lý nhất nha anh em đó. Cái hồ anh em nuôi từ size nhỏ tới size lớn gì cũng vậy, cứ cái hồ 433 là hợp lý đó. Đó là chỉ có giống hạn như là lóc lạnh như là tiểu hoàng đế, có hoa đốm vàng, có hoa da báo, anh đười rau, hoặc là Blair Harry, bla 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 đó, nữ hoàng rồi anh em đó, thì anh em cứ chơi cái hồ 433 thôi là theo em á, là thấy hợp lý rồi đó. Đó thì nếu mà được á, thì anh em có thể tham khảo qua mấy cái video đó nha. Sẵn tiện thì đây thì em sẽ nhắc lại cái vụ mà phong với cái nền luôn nha anh em đó. Nếu mà anh em mà muốn cho con cá mà về lóc lạnh á mà nó lên màu đẹp đồ này kia thì anh em một á là anh em sử dụng cho em là cái phong trắng đi với cái nền đen đó, còn không á thì anh em sử dụng cái phong đen đi với cái nền trắng, để nói chung là cái nền nó hơi hơi trắng hoặc là nó tối tối ngả màu xíu, để cho con cá một khi mà anh em đánh đèn á thì nó sẽ lên được cái sắc tố màu nó ok nhất nha anh em. Còn không á thì anh em vẫn sử dụng qua cái nền sạn gốm ceramic đi đó, cái nền đó là dạng như cái nền quốc dân rồi anh em đó, thì anh em sử dụng qua cái nền đó cũng được, còn không á thì anh em chơi qua cái nền cát đó. Theo em thì cái nền cát á mọi người thì nó cực kỳ hiệu quả luôn nha, tại vì một khi mà con cá mà nó có đi phân ra ha này kia cặn rồi á, nó sẽ đóng ở phía trên của cái mặt cát, không nó không có bị lắng xuống phía dưới giống như là cái nền sạn gốm ceramic nha đó. Thì anh em có một số lưu ý như vậy, thì nếu mà anh em nào mà có dự định mà muốn trải cái nền cho cái hồ của mình á, thì anh em có thể tham khảo qua cái chú ý đó của em cũng được nha. Nói chung là cũng hiệu quả lắm nha, nhưng mà tốt nhất thì anh em nên chọn qua cái nền cát anh em đó. Còn nếu mà không có điều kiện á thì anh em chơi qua nền sạn gốm cũng được, nhưng mà anh em chịu khó anh em vệ sinh hồ đồ này kia đó. Thì bây giờ thì em sẽ quay sơ lại mấy bé cá mà của em ở phía sau cho anh em xem luôn nha đó. Ok, đây nhà mấy ông, thì nói chung á thì tình trạng là cái mấy cái hồ của tôi á ban ngày đồ này kia thì nó gần cái ánh sáng tự nhiên môi trường ở phía ngoài á mấy ông
nên là nó hơi chát một xíu, nên là mấy ông coi thì mấy ông cũng thông cảm cho tôi nha. Đó, đây là mấy bé cá của tôi nè mấy ông. Đó, thì cái hồ đồ này kia, thì cái hồ 433 này là tôi nuôi là cũng một năm mấy rồi. Đó, là cái nếu mà mấy ông nuôi á, là cỡ năm mấy là này kia thì cá nó mới phát triển sai rồi này kia, nó mới ấy được. Còn bình thường tôi nuôi nè, cái này là nuôi được 2-3 tháng rồi nè mấy ông. Đó, thì cá mới về đầu này kia cỡ 2-3 tháng rồi á, là nó được đạt được cái phát triển sai là như vậy. Nói chung một tháng mà mấy ông nuôi mà dưa vô chế độ phơm đồ ăn uống đồ đi theo tiêu chuẩn của mấy ông á, thì cá đồ này kia nó chậm phát triển gì sai lắm. Đó, thì được đó, thì mấy ông cũng có thể chơi qua cái hồ kiến 433 này cũng được. Đó, còn không thì mấy ông dạng như mấy bé cá mà sai bự bự giống như vậy này mấy ông, thì cứ tầm sai bự như trữ này nhé, trữ lên á, thì mấy ông là có thể là cho nó qua cái hồ là 60-40 ha, là cái hồ 1 mét luôn cũng được. Tại vì nói chung mà mấy bé cá bự như vậy á, mình bỏ qua cái hồ bự á mà mình đã hừng rồi mấy ông, thì nó đơn giản và nó đỡ bị stress hay là nhét rồi này kia. Đó, còn mấy bé cá nhỏ mà mấy ông bỏ sớm quá thì nó lại là một cái gì đó mà mình khó hừng lắm nha. Đó, còn đây là bé pháo hoa đứng vàng nè mấy ông. Đó, do là nó thấy cái điện thoại mà tôi quay cái mấy ông nên là nó hơi nhét một xíu. Đó, còn đây là mấy bé cá lóc vây xanh nè. Còn dưới đây là mấy bé tiểu hoàng đế, chuẩn bị là tôi sẽ chuyển qua mấy cái con tiểu hoàng đế này qua bên cho của thằng bạn tôi nuôi hết không. Tôi chỉ chơi về con cá lóc vảy rồng thôi, vì chơi chiên về một vòng thì nó sẽ dễ hơn. Đó, màu mè đồng này kia là cực kỳ ok, liếc không pha chỉnh sửa rồi luôn nha mấy ông. Đó, còn cái hồ này mấy ông thấy không, đó cái hồ nhìn mà đóng này kia mà tôi chưa có vệ sinh luôn mấy ông, nhìn nó hơi chết xíu. Đó, còn dưới đây nè, mấy cái cá này nè thì ok hết luôn mấy ông, viền vẫy đồ này kia là một đống. Mấy ông có thể nhìn thấy không, ở dưới cái sọc số 9 đa số á, là mấy con dê lô á, là nó sẽ từ dưới nó đi lên. Đó, cái phần viền vẫy đồ này kia thì nó sẽ là từ dưới đi lên, còn nếu mà con red rồi mấy ông thì nó sẽ từ trên nó đi xuống. Đó, nên là mấy ông hay hỏi là tại sao mà mấy con dê lô đồ này kia nó dạng như nó sọc nó đậm đồ ở cái phần phía dưới mấy ông, là lý do đó nha. Đó, còn đây là bé cá nè, nó đen lên cái viền lửa luôn nè mấy ông thấy không. Đó, nó cái liên cái viền đỏ 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 mấy ông. Đó, nó đen lên luôn. Đó, còn bé bên đây thì nét hơn. Đó, cực kỳ ok luôn nha. Đó, mấy ông thấy không, đưa tay vô là phùng men luôn liền, ok lắm nha. Còn đây nè mấy ông, bé nữ quèn. Đó, cực kỳ luôn nè. Đó, đó lúc trước là cái video trước của tôi á thì cho mấy ông xem á, là nó ó ó chưa mấy ông, quá trời quá trời quá đắt, quá trời quá trời quá trời quá trời quá trời quá trời. Đó, còn đây là bé Blair Harry với lại Underground với lại con ấy rồi này mấy ông. Đó, cái này là mấy cái hồ này là tôi dạng như cá nhỏ, mấy ông mà muốn cá phát triển về sai đồ này kia thì mấy ông cứ chơi qua giúp tôi là cái phong trắng đi. Đó, cho cái màu đồ này kia nó được ổn định với lại cá mình nó mau dạng hơn nữa mấy ông. Đó, thì mấy ông cứ chơi qua phong trắng nha. Còn đây nè, ông nào mà xem tới video này hay hỏi tôi là con cá này là cá gì mấy ông. Đó, thì mấy ông con này á, là cái con quay xanh xanh thích nha mấy ông. Đó, tại vì nhiều ông á, tôi quay tới cái video con cá này là ai cũng hỏi hết rồi mấy ông. Người có người thì bảo là anh đường rau, có người thì bảo là con lóc quay xanh đâu này kia, nhưng mà nó là quay xanh xanh thích nha mấy ông. Đó, còn dưới đây là mấy cái con mà trăn trâu đen đâu nè. Đó, mấy ông thấy không, mặc dù là nuôi mà không có ấy nha mấy ông. Đó, không có cái phong đen đồ này kia mà tôi cho nó ăn kèm theo cái sắc tố mà hỗ trợ sắc tố đen, cái cám của con trăn trâu đen đó mấy ông, cái màu lên nét kia không. Đó, còn đây nè là bé Red của tôi, tôi mới như mới chuyển qua nó pha phong mới dán lên nè mấy ông, còn hồi trước là tôi chưa có dán nên là nó bị dạng như nó hơi tét nhẹ một xíu mấy ông. Đó, ok nha. Còn trên đây, trên đây là mấy bé cá này mấy ông. Còn đây là mấy con tôm. Có mấy con tôm là tôi bắt ra hết một đợt rồi. Đó, còn sót là mấy con này, nó đang lên, nó đang phát triển đó mấy ông. Đó, còn đây là bé vây xanh xanh thích, lúc trước là full vàng luôn nhưng mà tôi không muốn full vàng, tôi chuyển nó qua cái phong trắng cho nó lên đen này mấy ông. Đó, nó đen đen vàng vàng, nó nhìn nó ngầu hơn mấy ông. Còn đây là bé Underground. Còn đây nè, đó là con Red nè mấy ông. Đó, mấy ông thấy không? Đó, từ phía trên nè, đó cái viền nè, đó nó bắt đầu nó nhú từ trên xuống nè mấy ông.
Đó. Ok luôn nha. Đó thì mấy ông cập nhật lại sơ mấy cái tình hình của mấy cái cá của tôi cho mấy ông xem. Đó thì nói chung á thì bây giờ ấy, mấy ông nào mà muốn tôi làm về cái chủ đề gì á thì cứ để lại một lượt bình luận ở dưới video này nha. Thì tôi sẽ cố gắng tôi ra thật nhiều cái video cho mấy ông tại vì á nói chung á là cái kênh mà phải có nhiều chủ đề, với lại tôi thì tôi có nhiều chủ đề lắm, nhưng mà chủ yếu á là anh em muốn tôi làm về cái chủ đề gì cho mấy bé cá này nè. Đó, chẳng hạn như bệnh chữa bệnh hay là hừng cá hay này kia đó thì anh em được á thì anh em cứ bình luận ở phía dưới video này nha. Thì tôi sẽ cố gắng ra cái mấy cái video đó phù hợp cho mấy ông để mấy ông theo dõi cho nó được ok nhất nha. Đó, thì nếu mà mấy ông xem tới đây thì cho tôi xin một like nè và một lượt đăng ký kèm theo một lượt chia sẻ luôn nha mọi người. Thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều luôn vì thời gian qua đã đồng hành cùng em nè và theo dõi mấy cái video mà em ra, rồi có những cái góp ý đồ này kia trên video của em nữa, thì thành thật em cảm ơn tất cả mọi người rất rất nhiều luôn nha. Thì bây giờ thì em xin khép lại cái video này nha mọi người. Hẹn mọi người ở mấy cái video sau nha. Bye bye tất cả mọi người.